Ok, chào các bạn. Cận thân mến, ở phần video này cô Trang Anh sẽ hỗ trợ em với nhóm từ cùng trường nghĩa có cái lẽ nghĩa chung mang nghĩa là tham gia. Những từ trong cái nhóm từ này gồm có những từ sau. Với từ participate, nghĩa là có từ participate nghĩa là tham gia vào, nghĩa là có góp phần vào một hoạt động mang cái tính trang trọng, thường với cái mục đích là đảm nhận một vai trò nào đó trong cái hoạt động mà mình tham gia, mang tính chủ động. Nhờ cô có cái từ sau này, cô có từ participate bằng với từ take part in, nghĩa là tham gia vào, hai từ để bằng nhau nhớ. Rồi tiếp này, cô sẽ có cái từ participate in bằng với cụm từ take part in, nghĩa là tham gia vào. Rồi thế còn với cái từ sau, trợ với cái từ là từ, với từ join, nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là gia nhập, trở thành thành viên của một tổ chức, một câu lạc bộ, một công ty nào. Trợ ngoài với cái nghĩa là gia nhập để trở thành thành viên của một tổ chức, một câu lạc bộ, một công ty nào, thì cái từ với từ join something hoặc doing something còn có nghĩa nữa là tham gia vào một hoạt động nào đó đang xảy ra cùng với người khác. Nó sẽ có cấu trúc là join something hoặc là doing something hoặc là join with somebody something nhớ. Rồi thế còn với cái từ tiếp theo, với từ là, với cái động từ là, với động từ là involve, nghĩa là bao gồm một người nào đó vào một cái gì đó, hoặc là khiến họ tham gia hoặc cảm thấy là một phần của nó. Thực ra thì với nghĩa như này bạn sẽ thấy rất là khó hiểu. Bây giờ chúng ta cứ xét qua nghĩa của nó, xong cô sẽ hướng dẫn em vào phần bài tập thì em sẽ thấy dễ hơn. Thế còn với từ attend, nghĩa là tham dự, đúng không ạ? Đến những cái sự kiện như là cái cuộc họp hoặc hội nghị nhớ. Vậy thì từ cái phần mà cô cho anh vừa mới cung cấp lý thuyết đấy, bây giờ em sẽ theo vào cái phần bài tập sau. Qua từng ngữ cảnh của câu thì cô sẽ lại nhắc lại cái cách dùng của những cái từ trong cái nhóm từ cùng trường nghĩa này. Đó ạ. Rồi bây giờ cô sẽ có bắt đầu với câu số 1. Từ câu số 1 đến câu số 5, đầu bài yêu cầu em chọn một trong hai từ để hoàn thành câu nhá. Bây giờ cô sẽ dùng ngữ cảnh của câu để xem là ở cái vị trí câu này em sẽ cần từ với nghĩa là gì nhá. I felt, nhá, tôi cảm thấy rất là làm sao. Chờ, tôi cảm thấy cô có cái từ sau này với cái tính từ là, với tính từ là unfit, nghĩa là gì? Không được khỏe nhá. Là tôi cảm thấy không được khỏe sau Giáng sinh, đúng không? Tôi cảm thấy không được khỏe sau Giáng sinh đến mức mà tôi đã quyết định tham gia vào một cái câu lạc bộ gym. Vậy thì bạn sẽ nhớ cô sau ở đây là tham gia vào một cái câu lạc bộ. Câu lạc bộ gym. Vậy thì có nghĩa là tham gia để trở thành thành viên của một câu lạc bộ nào đó. Bây giờ sau khi em xác định được cái nghĩa đó rồi nhá, em sẽ xét cho cô xem là ở trong một loạt những cái từ với cái nhóm từ là tham gia này, thì từ nào sẽ là tham gia để trở thành thành viên của một nhóm, một câu lạc bộ. Cô có từ sau. Với cái từ join, nghĩa là tham gia để trở thành thành viên của một tổ chức, một câu lạc bộ. Ở đây là câu lạc bộ về gym. Vậy thì cô sẽ chọn được ở cái ngữ cảnh câu này nhá. Cô sẽ khoanh được cái từ là từ với từ join. Ok. Thế còn với câu số 2 thì sao ạ? Với cái câu số 2 dịch là tất cả bọn trẻ tham gia vào cái vở kịch Thanksgiving. Vậy thì cô sẽ thấy như sau ấy. Ở đây cô có hai cái sự lựa chọn nhá. Với cái động từ sau này, với cái động từ là, với động từ attend, attend nghĩa là gì? Tham dự vào những cái sự kiện trang trọng như là một cái cuộc họp, đúng không? Một hội nghị. Nhưng ở đây là bọn trẻ tham gia một cái trò chơi, tham gia một cái vở kịch, thì nó sẽ không phải là một cái sự kiện trang trọng nhá. Vậy thì cô sẽ loại trừ phương án đó. Vậy thì cô sẽ dùng đáp án là take part in. Take part in nghĩa là tham gia vào đó, với mình có một cái vai trò chủ động ở trong đó. Thế còn với cái câu số 3, với cái câu số 3 cô có cái cấu trúc sau này want to do something, muốn làm gì? Encourage somebody to something, khuyến khích ai đó làm gì? Chúng tôi muốn khuyến khích các thành viên tham gia đầy đủ vào cái hoạt động chạy của câu lạc bộ này. Vậy thì cô có hai cái từ sau này, tức là từ take part in và từ participate in. Nhớ này, cô có hai cái động từ này. Cô có từ participate đi với giới từ in bằng với take part in. Đằng sau nó có in rồi. Giờ thì nó sẽ không dùng thể, không thể dùng là take part in xong lại in nữa. Vậy thì đây cô sẽ dùng từ participate in. Đó không ạ? Rồi, thế còn về cơ bản thì hai từ này bằng nhau. Tiếp này với cái câu số 4, nhờ, cũng tương tự như vậy. Chúng ta cũng sẽ phân tích cái ngữ cảnh của câu này. Cô có từ sau.
Chứ ở đây từ prefer nghĩa là thích cái gì hơn. Chứ là tôi thích cái phương pháp dạy học, đúng không ạ? Mà nó tích cực làm sao để thu hút học sinh tham gia vào cái hoạt động học. Vậy thì ở đây cô sẽ cần một cái từ mang nghĩa là khiến cho ai đó tham gia vào như là một thành phần của nó. Ok. Rồi vậy thì cô sẽ có đến cái từ sau. Tôi thích cái phương pháp dạy học mà nó, đúng không ạ, nó thu hút, đúng không ạ, nó khiến cho người học tích cực tham gia cái hoạt động học đấy. Thì cô sẽ xét tới cái động từ sau. Đấy nhá, lúc trước chúng ta xét qua nghĩa rồi, là chắc mình vẫn nhớ được cái nét nghĩa đó nó ở chỗ nào. Giờ cô sẽ có với cái từ sau này. Với cái từ involve. Chờ, với cái từ involve nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là bao gồm một người nào đó vào một hoạt động nào đó, hoặc là khiến cho họ, đúng không ạ, tham gia hoặc là cảm thấy như là một phần của nó. Vậy ở đây cô sẽ thấy như sau, tôi thích cái phương pháp dạy học mà nó khiến cho họ tích cực tham gia vào cái hoạt động học đấy. Vì từ đó, ở trong cái ngữ cảnh câu này thì cô sẽ dùng được cái từ này. Ok. Rồi với cái câu số 5 này, nhờ cô sẽ có như sau này. Nó dịch là cái cuộc họp này là ở, nhờ là vào ngày mùng 5, và chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tham gia đầy đủ vào đó. Vậy đây cô sẽ có như sau. Nếu như giả dụ em dùng cái từ sau, mình có thể là dùng phương pháp loại trừ này nhớ. Đấy chứ, bạn nhớ cô rồi. Nếu giả dụ chúng ta có thể dùng từ participate ở đây được không ạ? Nếu mà dùng từ participate thì nó phải có giới từ in, vì không có nên cô sẽ loại. Vậy đây cô sẽ dùng từ attend, nghĩa là tham dự một cái cuộc họp, một cái hội nghị, đó không ạ? Rồi tiếp này với cái câu số 6. Chợ tôi ước rằng anh ấy sẽ tham gia cùng với những đứa trẻ khác. Chợ ở đây chúng ta có cái cấu trúc là take part in, tham gia cái hoạt động gì đó. Ờ chưa? Nó sẽ bằng với từ participate in. Nhưng để tham gia với những đứa trẻ khác thì chúng ta sẽ không dùng từ take part in with được. À sai. Chợ ý B, ý C của chúng ta cũng sai, thiếu hẳn giới từ in rồi, chưa cần xét những anh khác, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ còn ý B hoặc là ý D. Chợ ý D thì lúc trước cô có nói với em cái từ đó là từ gì đấy ạ? Với cái từ involve nghĩa là gì đấy? Nghĩa là khiến cho ai đó tham gia hoặc cảm thấy là một thành phần của nhóm. Thì ở đây nó sẽ không phù hợp với ngữ cảnh câu này được. Chứ từ đó cô sẽ suy ra được đáp án của câu này của chúng ta sẽ là ý B. Ý B với cái cấu trúc sau. Với cấu trúc là join with nghĩa là gì? Nghĩa là tham gia cùng với ai. Đó. Cô có cái cấu trúc sau này. Với cái cấu trúc là join with somebody something, nghĩa là tham gia vào hoạt động nào đó đang xảy ra cùng với những người khác. Yeah. Vậy thì với cái câu này, cô dễ dàng khoanh được câu số 6 là ý B. Xong câu số 6, chuyển sang câu số 7. Với cái câu số 7 dịch là những cái thành viên mà làm sao đây ạ? Cô có với cái từ sau này. Với cái từ đó là từ eligible, nghĩa là gì? Ok. Với cái từ đó là từ eligible nhá. Với từ eligible nghĩa là gì? Đủ điều kiện đó. Với những cái thành viên mà đủ điều kiện để mà được hưởng cái giá ưu đãi 50% cái giá phòng này cho ở tất cả khách sạn đấy, thì đang tham gia vào cái chương trình này. Chờ vậy thì cô sẽ thấy như sau này. Ở cái vị trí câu này chắc chắn là cô sẽ không chọn ý C, bởi vì sao? Với cụm từ take part in. Nhưng mà nó chỉ có một in chứ không thể hai in được, đúng không ạ? Lên ý C của chúng ta không sai. Chứ ý B chúng ta sẽ không chọn. Tại sao cô lại bảo rằng là ý B không chọn? Bởi vì cô có cái cấu trúc sau. Chứ với cái cấu trúc là attend, something, tham gia vào cái gì không có giới từ, nhớ, lên ý B của cô không được. Chứ tiếp này, bây giờ cô sẽ còn ý A hoặc là ý D. Chứ ý D của chúng ta với cái từ sau này. Chứ chúng ta sẽ xét lại nghĩa của anh này xem mình có thể xét ý D được không nhé. Nhờ cô có cái từ involve. Ok, với cái từ involve nghĩa là gì? Nghĩa là khiến cho ai đó, đúng không ạ, muốn tham gia vào và cảm thấy là một phần của cái hoạt động đó, nhớ. Hoặc là tính cả ai đó tham gia vào cái hoạt động đó. Vậy nên nó không phù hợp với ngữ cảnh câu này được, đúng không ạ? Tất cả những cái người mà đủ điều kiện để hưởng cái chương trình giảm giá này, đúng không ạ, cái chương trình ưu đãi này, thì đều tham gia vào cái chương trình này. Vậy là họ chủ động chứ không phải họ bị động. Ok. Vậy thì ở đây cô sẽ dùng với cái từ sau. Cô sẽ dùng cái từ participate. Với nghĩa là gì ạ? Tham gia vào hoặc là có góp phần một cái hoạt động nào đó. Chứ thường với cái mục đích là đảm nhận vai trò đó, mang tính chủ động. Đúng không? Tham gia vào cái hoạt động đó mang tính chủ động. Vậy ở đây cô sẽ điền được đáp án của chúng ta là từ participate. Ok. Rồi. Thế còn với cái câu số 8 thì sao? Với câu số 8 dịch là theo như nghiên cứu gần đây. Đúng không ạ? Thì cái gì đây ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ có như sau. Theo như nghiên cứu gần đây thì cái chương trình là sao đây? Thu hút gần như 60 cuộc họp một tháng. À thế sẽ nào?
Tức dịch là theo như nghiên cứu gần đây thì cái vị giáo sư người Anh bận rộn đấy đã tham dự gần như là 60 cuộc họp một tháng. Đó là, thấy nhá, câu số 8 có dịch như vậy. Đây là theo một cái cuộc nghiên cứu gần đây thì làm sao đấy ạ? Cái vị giáo sư bận rộn, vị giáo sư người Anh bận rộn đấy đã tham dự gần như 60 cuộc họp trong một tháng. Vậy đây cô sẽ là mang nghĩa là đi học hành đúng không ạ? Tham dự cuộc họp. Vậy thì nếu tham dự cuộc họp thì cô sẽ không chọn ý B, không chọn ý C. Ở đây trong những cái từ mà chúng ta vừa mới có này, vừa chúng ta vừa mới học qua này, thì bạn sẽ thấy có mặt của cái động từ sau, đó là động từ. Với động từ attend, nghĩa là tham dự đúng không ạ? Vào những cái sự kiện chính thức chẳng hạn như là cuộc họp hoặc là hội nghị. Vậy đây tham dự cuộc họp thì chúng ta dùng động từ là attend. Nghĩa là nên cô sẽ chọn được câu số 8 của chúng ta là ý D. Chờ xong câu số 8 chuyển cô sang với câu số 9. Chờ câu số 9 chúng ta sẽ có như sau. Ở dịch là cô ấy đúng không ạ, tham gia vào những cái sự kiện thể thao ở trường và việc học của cô ấy bị ảnh hưởng. Chờ, thứ nhất là cô sẽ không chọn ý A. Tại sao lại thế? Chờ, bởi vì cô có với cái từ sau này. Chờ, với cái từ đó là từ participate. Với cái từ participate đi với giới từ là in chứ không phải with. Lên ý A cô không xét. Đó không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có ý B thì sao? Chờ, ý B chúng ta sẽ không có cái cấu trúc là take part in xong lại with. Nên ý B cô bỏ. Chờ, tiếp này cô sẽ có cái cấu trúc là join in with. Chứ không với cái anh là join with như kia. Đó ạ. Với cái cấu trúc là join in with. Chờ, với cấu trúc là join in with. Nên ý D của cô cũng loại. Do đó cô chọn được câu đấy là ý C. Nhá. Ê nhá. Xong câu số 19 chuyển cô sang câu số 10. Câu số 10 dịch là họ sẽ tham gia vào cuộc thảo luận cùng với những cái tổ chức khác. Nhớ dịch là họ sẽ tham gia với cuộc thảo luận cùng với rất nhiều những tổ chức khác. Trở về đây cô sẽ có là tham gia vào cuộc thảo luận thôi chứ không phải đi họp hành. Nên là cô sẽ loại ý C. Nhờ, tại sao cô lại bảo loại ý C? Bởi vì với cái động từ, với động từ attend nghĩa là tham dự một cái sự kiện, một cái hội nghị nào đấy. Nhờ. Rồi tiếp này cô sẽ có như sau ấy. Ý B của chúng ta với cái từ là nhờ. Ý B của chúng ta với cái từ đó là từ joy nghĩa là gì? Nhờ. Với từ join nghĩa là tham dự, trở thành thành viên của một cái câu lạc bộ, là một cái tổ chức nào đó, thì nó sẽ không phù hợp với ngữ cảnh câu này. Chờ cô sẽ có ý D của chúng ta thì sao? Chờ ý D của chúng ta với cái anh sau. Chờ anh này của cô nó là ngoại động từ nên theo sau nó sẽ có tân ngữ, đúng không ạ? Dịch là bao gồm một người nào đó vào một cái sự kiện nào đó, hoặc khiến cho họ cảm thấy như là một phần của cái sự kiện đó, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ suy ra được là sau cái động từ này cô nó sẽ phải là có tân ngữ chỉ người. Ok. Nên là ở đây mà nó dùng với cái anh là the, nhận dùng với cái anh là the discussion là không phải rồi. Nên là cô sẽ chọn được câu 10 là yeah, với từ take part in, tham gia vào, chủ động tích cực tham gia vào cái hoạt động nào đó mà tính chất trang trọng. Ok.